Tam Tự Kinh Bài 6 Thủ Hiếu Đệ Thứ Kiến Văn Tri Mổ Số Thức Mổ Văn Nhất Nhi Thập Thập Nhi Bách Bách Nhi Thiên Thiên Nhi Vạn. Phận làm con, đầu tiên phải biết hiếu thuận với cha mẹ, biết yêu thương anh em. Làm được thế rồi mới bồi dưỡng kiến thức của mình. Từ 1 đến 10 là các con số cơ bản. 10 lần 10 là 100, 10 lần 100 là 1.000, 10 lần 1.000 là 1 vạn. Tiếp theo sau đây xin giới thiệu với các bạn nhỏ câu chuyện một vị thánh hiền thời cổ đại là Vua Thuấn. Ngài là người rất hiếu thuận với cha mẹ, lại rất yêu thương anh em của mình. Câu chuyện về Vua Thuấn. Có cách rồi, ta sẽ làm như thế. Thuấn à, nhà đẩy lương thực của chúng ta bị dột rồi, con hãy nhanh lên sửa đi. Vâng thưa mẹ, con đi làm ngay ạ. Ôi, nguy rồi, nguy rồi. Thuấn ơi, cẩn thận đây. Nhanh xuống nhanh đi. Nhanh xuống đây đi. Cậu bé Thuấn đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Cha cậu tái hôn với một người phụ nữ tâm địa không tốt. Mẹ kế của cậu sinh ra một người con trai tên là Tượng, lại thêm cha cậu mắt vốn bị mù, nên mẹ kế và con trai của bà thường hùa với nhau hiếp đáp Thuấn. Dù vậy, Thuấn vẫn không hề oán hận họ, vẫn giữ thái độ yêu kính với họ. Ây da, nước này sao bẩn thế? Hẳn là giếng nước lâu ngày không được thau rửa rồi. Thuấn ơi! Con đi thao rửa giếng nước đi. Vâng, thưa mẹ. Hả? Sao lại thế này? Trong này có hang ngầm. May quá. Dù mẹ kế và em trai thường đẩy Thuấn vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng Thuấn không hề oán trách họ. Trước sau như một, cậu vẫn nỗ lực làm việc, yêu kính cha mẹ, rất yêu thương chăm sóc em trai. Tấm lòng hiếu kính của Thuấn đã cảm động đến trời xanh, thế nên ông trời đã phái loài chim đến giúp cậu nhổ cỏ, sai voi đến giúp cậu cày ruộng, để cho hoa màu và cây trồng trong ruộng của cậu bội thu. Không những đủ nuôi được cả nhà mà còn có thể giúp được nhiều người nghèo khó. Khi Vua Nghiêu nghe được những hành động hiếu hạnh của Thuấn, Ngài rất cảm động, liền gả hai người con gái của mình cho Thuấn, sau đó lại nhường ngôi cho Thuấn. Mọi người thường tán dương rằng bởi vì Thuấn có tấm lòng hiếu thuận như vậy nên mới có thể từ một người dân bình thường trở thành hoàng đế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.